quà sinh nhật này là của ai? Của vợ chồng Phúc Lưu Lì. Để nói cái này là cái giá trị rất là liên thành rồi, thấy không? Cái giá nó là dưới 1 tỷ. Cho nên là mình chỉ có mở vậy thôi chứ mình không có được lắc lắc nha. À, vậy hả? Dưới 1 tỷ là 1 ngàn cũng là dưới 1 tỷ đó. Mình biết chị rất sang trọng vậy. Rồi vô vấn đề nè. Giờ bạn mở ra là tâm huyết của là hai chồng tôi sau những năm chơi với bạn và muốn bạn tốt hơn nữa trong sinh nhật của bạn. Hay quá. Đó, rồi ok. Chúc mừng hai chồng nha. Mở bữa nay sinh nhật vui quá à. Rồi. Vui khui nha. Mà cái này ở cái khui đi. Ghê lắm, ghê lắm nha, cẩn thận nha. Gì vậy? Có tờ giấy, đọc tờ giấy trước, đọc tờ giấy trước. Đọc tờ giấy trước. Coi chừng rớt cái chén của chị kìa. Rồi, đọc tờ giấy đi. Ghi là nhân dịp sinh nhật Diễm, Phúc và Xu có món quà tuy nhỏ nhỏ nhưng Phúc và Xu đã dành hết tâm ý và thay lời muốn nói mấy lâu nay. Vào đây, chúc Diễm tuổi mới duyên dáng với tô bộ duyên nhé. Nhưng mà bây giờ ấy, đó là gọi là khổ tận cam lai. Có nghĩa là mình cứ ăn một viên bò viên đi thì mình sẽ có một món quà nữa. Rồi ok. Có bò viên nha. Là Để đi kiếm này hoài dở với một vụ. Tâm huyết của hai vợ chồng cảm ơn gì. Đây đây trong cái hộp này còn bí kiếp người ta đang thích. Mình ăn một tô bò viên thì mình mới được một cái đó nữa. Tại nó có là làm cái đồ chị giỡn hoài. Rồi con béo quá. À là ý là tặng cái tô bò viên cho có duyên đó. Ăn cho có duyên nay, đó. Năm nay bảo đảm là sẽ có duyên, đẻ con ra cũng có duyên dáng luôn. Rồi yên tâm đi. Bây giờ cứ ăn một cục đi là sẽ có một món quà rất là giá trị. Ủa gì, ăn một cục là có một cục gì vậy? Không, là được có một cái trong này nữa. Thiệt, thầy đàng hoàng chứ. Cứ làm theo đi sinh nhật. Ủa gì kỳ vậy hả? Mình khổ công, mình tắm mưa, tắm nắng, mình chạy lên đây. Vậy ăn một cục là được bóc một cái đúng không? Đúng vậy, trời ơi, chị giá lắm nha. Một cục là chị giá liên thành luôn á. Rồi. Rồi, bóc một cái, sẽ xe dưới đất tới một cái thôi nha, đừng bóc nhiều nha. Thấy rồi, đâu thấy gì đâu. Ủa, vợ giấu kỹ lắm. Bây giờ nó vô nước nè. Rồi, ăn một cục. Ủa. Đó là phải ăn hết 5 cục bò viên rồi nha. Trong đây nó ấm quá. Có gì? Ăn cái này, ăn được 5 cục được rồi. Trời ơi, ăn hết 5 cục này là no, phải ăn mấy kia luôn đó bà ơi. Vậy, dán đây dán đi Diễm. Ăn 1 cục đó. 5 cục luôn hả? Tiền hai này con mình cố lên nha con. Rồi, bóc một cái. Đáng lẽ cục thứ hai nó phải gấp đôi lên. Bởi vì mẹ không nghĩ mẹ ăn hai cục luôn. Ăn cùng nữa nhiều khi được á chị. Cái này ăn hai cục nữa phải gấp đôi lên. Coi chừng nó bóc cái cục gì ra nữa. Rồi, một cái. Rồi bóc hết sao? Rồi bóc hết toàn có một cục à. Trời ơi, nó ngon quá. Chơi băng mình giữ, chứ băng mình giữ thôi, mình thường thường á. Còn mấy cục rồi? Còn 2 cục nữa. Ê, có khi nào ăn xong 5 cục cái chưa lấy tờ đó mà lòi bản hỏng luôn mình. Rồi, bóc cái. Rồi, bóc cái. Rồi, giờ khỏi ăn bún luôn đi. Rồi, khỏi ăn bún luôn, ngon quá. Có gì đâu, có bún. Có định vụ ăn thêm cục nữa mà có lời lớn luôn. Ok, cảm ơn bạn nhà Phúc Lưu Ly nha. Cảm ơn bạn nhà Phúc Lưu Ly với Vân Xu Lì nha. Ok, rất là nhiều. Xin lỗi bác, con làm hơi dơ. Hứa là con ở lại con giọng nghiệp đàng hoàng. Rồi ok. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Duy Phước Official. Và hôm nay là ngày sinh nhật của vợ Duy Phước. Nói chung là cũng cảm ơn tất cả những người anh, người chị và những người bạn rất là thân của Phước cũng như là của gia đình cũng như của mẹ hôm nay đã nhìn. Ê, mọi người cho tôi quay vlog không ạ? Dạ, hôm nay cảm ơn rất mọi người rất là nhiều. Anh chúc vợ sinh nhật tuổi mới là nhiều sức khỏe á, và sau này luôn luôn bên cạnh anh rồi chăm sóc cho các con nha. Ok, cảm ơn chồng nha. Hôm nay chồng làm cho em nhiều cái bất ngờ nhiều quá. Ai còn giao hát là cứ
Nhưng mà thì đó nãy mẹ chúc con rồi, bây giờ mẹ chờ cháu nội mẹ thôi. Ừ, rồi. Đó. Rồi, giờ hát cái tế chúc mừng cho vợ mình nha. 2 3 Happy birthday to you. Subscribe của kênh đi chị.